Xin chào các bạn. Đây là một chiếc máy ủi rất là đẹp nhá. Chiếc máy ủi này màu xanh. Nóc của cabin của nó là màu đen này. À, bên trong có một em bé đang lái máy ủi này. Xem nào. Hoạt động này. Một máy đỉnh màu đen này. Lốp xe của bên là máy cũng màu đen nhá. Bánh xe màu trắng này. Máy ủi cũng có thể bị đắt lên. Thật tuyệt vời. Trước có hai bản B để ra chơi với hai bản B nhé. Hai bản B để ra đây chơi nhá, chơi hai bản B này nhé. Đấy, chơi những búp bê đấy, xem nào. Chà chà, mày thử xem có chở được búp bê không nhá. À chà, búp bê khổng lồ đấy. Đứng lên đây đi này. Bên kia nữa là đang chơi đấy, trên bên mẹ ủ, trên mẹ ủ nha. Đứng đây này, ra mẹ ủ khỏe quá. Mẹ ủ có thể là ủ được ô tô này, lại có thể chơi với búp bê này. Đứng đây này. We'll be right back.
mấy ủi đó. Còn này thì đang để cả đất đấy. Ô tô này nha. Lật đằng sau. Ô tô mới. Bạn thấy mẹ chúng ta có tuyệt vời không? Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Các bạn vui vẻ. Xin chào tạm biệt.